Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lê Thị Thanh Hằng, giáo viên trường trung học cơ sở Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tuần này. Mong rằng sau tiết học ngày hôm nay, các em sẽ có cho mình những bài học thật bổ ích. Để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay, các em cần trang bị cho mình những vật dụng sau. Đầu tiên là sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo. Thứ hai đó là vở ghi bài. Và cuối cùng là dụng cụ học tập. Trong quá trình học tập, các em có thể nhấn nút pause để tạm dừng và nút play để theo dõi tiếp. Lưu ý khi thấy biểu tượng bàn tay cầm bút, đó chính là nội dung các em cần ghi nhận vào vở nhé. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng cô bước vào bài học ngày hôm nay chưa nào? Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, cô mời các em cùng lắng nghe bài hát sau. Một nụ cười bé cho vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành, 9 tháng sinh thành một đời yêu thương. Một vòng tay lớn ôm con bao lòng, một bàn chân tập đi, dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang ngày lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang để lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Sau khi lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng từ lời bài hát, các em chắc hẳn thấy được gia đình chính là nơi chứa đựng những tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất mà không ai có thể chối bỏ. Để hiểu rõ hơn về cách bảo vệ và gìn giữ gia đình luôn hạnh phúc, chúng ta hãy cùng đến với chủ đề 4, nuôi dưỡng quan hệ gia đình. Sau khi học xong chủ đề này, các em cần thực hiện được các mục tiêu sau đây. Đầu tiên là thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thể. Thứ hai là các em cần thể hiện được sự tự giác, chủ động thực hiện được một số công việc trong gia đình. Thứ ba là các em phải tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 4 nhiệm vụ đầu tiên của chủ đề nuôi dưỡng quan hệ gia đình. Nhiệm vụ thứ nhất đó là giới thiệu gia đình em. Nhiệm vụ thứ hai đó là tìm hiểu cách nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình. Nhiệm vụ thứ ba đó là thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên. Và nhiệm vụ thứ tư đó là chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ, người thân. Nào, chúng ta cùng bước vào nhiệm vụ đầu tiên, đó là giới thiệu gia đình em. Cô mời các em lắng nghe những giai điệu vui tươi sau đây. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do.
Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. You. It's the end. Do 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 do. Sau khi nghe xong bài hát Baby Shark, em thấy gia đình cá mập trong video gồm có những ai? À đúng rồi, có cá mập con, cá mập mẹ, cá mập bố, cá mập ông và cá mập bà. Gia đình của các bạn cá mập như vậy, còn gia đình các em bao gồm những thành viên nào? Bây giờ các em hãy cùng làm cho cô một nhiệm vụ, đó là hãy giới thiệu về gia đình bên nội và bên ngoại của mình theo sơ đồ đã chuẩn bị hoặc hình ảnh gia đình nhé. Thời gian 2 phút bắt đầu. Cảm ơn các em. Sau khi nghe các bạn giới thiệu về gia đình bên nội và bên ngoại, chúng ta thấy rằng gia đình bên nội của em gồm có ông bà nội, các bác, cô, chú, các anh chị. Còn gia đình bên ngoại của em thì gồm ông bà ngoại, các bác, chú, dì, cậu, mợ, các anh, chị em. Gia đình là nơi chứng kiến mỗi người lớn lên, trưởng thành, từ lúc chập chững những bước đi đầu đời rồi lớn khôn cho đến khi về già. Đó là cái nồi tạo nên chúng ta, những con người ưu tú cho xã hội nhờ những tình cảm yêu thương vô bờ bến. Vì vậy, tình cảm gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với đời sống của mỗi cá nhân con người. Tiếp theo, cô và các em sẽ đi vào khám phá nhiệm vụ 2, đó là tìm hiểu cách nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình. Nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3 là nhiệm vụ của các em thực hiện tại nhà. Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện hai nhiệm vụ này tại nhà ha. Các em hãy thử nhắm mắt và nhớ lại những việc làm cho thấy sự quan tâm, chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình của mình đi nào. Qua khảo sát, cô thấy có một số việc sau mà các em đã làm được, đó là hỏi thăm sức khỏe khi ông bà, cha mẹ bị ốm, bóp tay chân cho ông bà, chăm sóc em hay là phụ mẹ nấu ăn, quét và lau nhà. Các em đã làm rất tốt, bạn nào chưa làm được thì hãy tham khảo những cách mà cô nêu sau đây. Để tạo nên mối quan hệ bền vững và tốt đẹp trong gia đình, mỗi người cần biết cân bằng, điều chỉnh bản thân và có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc các thành viên khác. Vậy nên các thành viên trong một nhà phải thường xuyên quan tâm hỏi thăm nhau về cuộc sống, công việc, chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi, đau ốm và đặc biệt cần dành thời gian quây quần bên nhau, chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc nhà của mình hay là hỗ trợ cho nhau về vật chất, tinh thần, duy trì bữa cơm gia đình thường xuyên. Vậy cá nhân các em cần thực hiện các việc làm nào để chăm sóc gia đình thường xuyên? Giờ cô và các em cùng chuyển sang nhiệm vụ 3 nhé. Để thực hiện hóa nhiệm vụ 2, cũng là những việc cụ thể mà các em cần làm để chăm sóc gia đình mình. Các em hãy lễ phép chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân. Chẳng hạn em có thể kể chuyện học tập ở lớp, ở trường cho bố mẹ nghe, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mình. Khi người thân bị ốm đau, mình hỏi han, chăm sóc chu đáo. Rồi các em cũng có thể làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ phần nào. Nếu các em không thường xuyên nói chuyện với bố mẹ thì hãy bắt đầu bằng cách nói về những điều nhỏ bé diễn ra trong cuộc sống. Khi bắt đầu hình thành thói quen chia sẻ mọi thứ với bố mẹ thì bố mẹ sẽ dễ dàng thấu hiểu hơn. Đồng thời điều này cũng khiến các em gần gũi hơn với người thân của mình. Các em nhớ kiểm chứng lại kết quả thực hiện nhiệm vụ 2, 3 trong 2 tuần. Tình cảm gia đình thế nào? Mối quan hệ giữa em với ông bà, cha mẹ, anh chị có thay đổi tích cực, gắn bó hơn hay không nhé? Gia đình là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món quà tuyệt vời nhất, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề khó khăn nảy sinh mà không ai lường trước được. Lúc này là khoảng thời gian mà các thành viên cần thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Vậy bằng cách nào chúng ta có thể sẻ chia những khó khăn đó? Mời các em đi vào tìm hiểu nhiệm vụ 4 ha! Các em hãy suy nghĩ và kể cho cô cùng các bạn biết những khó khăn mà các gia đình thường gặp phải là gì.
Các em thấy đó, cuộc sống không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Những khó khăn mà gia đình chúng ta gặp phải có thể là trong nhà có người bị ốm, hay bố hoặc mẹ bỗng dưng đi công tác xa nhà đột xuất, hoặc chẳng hạn cả nhà gặp một biến cố nào đó hay gặp khó khăn về kinh tế chẳng hạn. Trong phần này, cô có một vài tình huống muốn các em tìm cách giải quyết. Các em hãy quan sát ở sách giáo khoa trang số 36 kết hợp với việc nhìn màn hình và đọc cho cô tình huống đầu tiên nhé. Tình huống số 1, mẹ em bị ốm. Hằng ngày bố vẫn phải đi làm, chị gái và em phân công nhau để chăm sóc mẹ. Em cần làm gì để mẹ vui hơn? À, với tình huống này, điều đầu tiên em phải chăm sóc mẹ cẩn thận. Thứ hai, em cần phải cố gắng động viên, an ủi mẹ và giữ cái không gian yên tĩnh để mẹ nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Tình huống số 2, bố em đi công tác xa 2 tháng, mẹ thường đi làm cả ngày, công việc cũng rất vất vả. Em làm gì để gia đình giữ được không khí ấm áp, bớt đi sự vắng bóng? Trong hoàn cảnh này, em nên phụ giúp việc nhà để mẹ bớt vất vả, nhanh chóng hoàn thành bài tập để giúp đỡ việc gia đình, và em cần phải dành thời gian trò chuyện với các thành viên trong nhà để góp phần giữ được không khí ấm áp. Các em hãy quan sát tiếp tình huống số 3. Trận lũ lụt vừa qua, gia đình em bị cuốn trôi một số tài sản lớn. Bố mẹ em rất buồn vì mất mát này. Em làm gì trong tình huống này để thể hiện sự chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ? Những chuyện xui rủi là điều không ai mong muốn cả. Ở trường hợp này, em cần phải giữ thái độ bình tĩnh, luôn lạc quan và động viên bố mẹ nhé. Chúng ta chuyển sang tình huống cuối cùng ha. Do tác động của dịch COVID-19, bố mẹ em tạm thời bị mất việc làm, công việc bán hàng của mẹ em cũng bị ảnh hưởng, gia đình thực sự gặp khó khăn. Em có thể làm gì trong tình huống này để giúp đỡ bố mẹ? Đối với tình huống này, em cần phải tham gia phụ việc nhà cùng bố mẹ, sử dụng thời gian hợp lý để học tập và giúp đỡ gia đình. Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi những điều không may. Lúc này, gia đình là nơi để mỗi người lắng nghe, chia sẻ. Em hãy nhớ động viên bố mẹ mình nhé. Kết luận lại, các em có thể chia sẻ những khó khăn với gia đình mình bằng các cách sau đây. Thứ nhất là các em có thể tham gia phụ giúp việc nhà cùng bố mẹ. Tiếp theo, các em nên sử dụng thời gian hợp lý để học tập và giúp đỡ gia đình. Thứ ba, các em nên dành thời gian trò chuyện với mọi người để giữ được không khí ấm áp trong gia đình của mình. Và cuối cùng, các em luôn phải lạc quan, động viên người thân khi gia đình có biến cố, gặp khó khăn. Các em hãy dừng màn hình và chép nội dung này vào vở cho cô ha. Bây giờ, cô mời các em cùng xem một video. Chúng ta hãy quan sát cách mà bạn mèo quan tâm, chăm sóc mẹ khi mẹ bạn ốm nhé. Ơ, mẹ ơi, chơi cùng chúng con đi. Ơ, mẹ, mẹ. Ơ, chị nghĩ mẹ ốm rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hãy gọi cho bố đi. Mẹ bị ốm rồi. Bố sẽ về nhà ngay. Các con hãy làm bác sĩ chăm sóc mẹ trước khi bố về nhé. Vâng ạ. Mình bác sĩ đây. Hey. Cùng đo xem bao nhiêu. Hey. Con chúng con ở đây rồi, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Hey. Mình bác sĩ đây. Hey. Cùng đo xem bao nhiêu. Hey. Con chúng con ở đây rồi, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Hey. Ôi không, mẹ bị sốt rồi. À. Mình bác sĩ đây. Mình chăm sóc tốt, san miếng băng hạ sốt nào, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Mình bác sĩ đây, đặt miếng băng lên. Coi chúng con ở đây rồi, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Mẹ yêu, mẹ sẽ nhanh khỏe thôi. Đây là huy hiệu dũng cảm. Mình bác sĩ đây, nào hay uống nước ấm thật nhiều nào, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Mình bác sĩ đây, hey! Nào hãy uống nước, hey! Uống nước ấm thật nhiều nào, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Hey! Tôi tới đây. Bố đã về rồi. Mẹ đang ốm đây, cần chăm sóc nhé. Nhớ nhé nghe lời bố và đừng làm phiền mẹ con. Vâng ạ. Mẹ đang ốm đây, cần chăm sóc nhé. Nhớ nhé nghe lời bố và đừng làm phiền mẹ con. Mẹ yêu các con. Nhắm mắt lại và ngủ ngon mẹ nhé. Mẹ cảm thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn các con yêu. Mimi Tibi.
Các con giỏi lắm. Các em học sinh thân mến, video vừa rồi cũng đã khép lại tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho tiết học sau, các em đọc trước cho cô nhiệm vụ 5, 6 thuộc chủ đề 4 ở sách giáo khoa nha. Cô chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chào tạm biệt các em.